Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình địa phương trên đài phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh diện tích đất canh tác thì ngày càng giảm, thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Cùng với tiến trình chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp trong cả nước và tại Bà Rịa Vũng Tàu, nông nghiệp huyện Châu Đức cũng đã và đang có chuyển biến tích cực theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đáng ghi nhận hơn là Châu Đức còn là một trong những địa phương ứng dụng hiệu quả kỹ thuật công nghệ và sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, an toàn với sức khỏe con người và mang lại thu nhập cao cho nông dân. Chương trình địa phương trên đường phát triển hôm nay sẽ đề cập đến thành quả này. Hình thành đầu năm 2018, trang trại của công ty rau củ quả sạch công nghệ Vương Huy đứng chân ở ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức có 2 hectare nhà lưới chuyên canh các loại rau ăn lá, rau ăn quả, sản xuất theo công nghệ thủy canh, bán thủy canh. Trồng rau thủy canh nghĩa là rau được xếp trên những giá thể và sinh trưởng trong môi trường nước có đủ chất dinh dưỡng. So với canh tác truyền thống, rau trồng thủy canh áp dụng cho những không gian hạn chế ở các gia đình hay nông trại vẫn có thể sản xuất rau với quy mô lớn. Do được trồng khép kín, sử dụng các loại phân hữu cơ, đặc biệt không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh, nên sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp sạch Việt Gáp. Rau củ quả của công ty Vương Huy được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp chứng nhận sản phẩm sạch là nguồn thực phẩm cung cấp đến 10 trường mầm non trên địa bàn huyện Châu Đức và bếp ăn tập thể của nhiều công ty các địa phương lân cận. Để nâng cao hơn nữa sản lượng 2 tạ rau một ngày, công ty Vương Huy đang tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất và đầu tư thêm nhiều hạng mục. Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành giai đoạn 2 trong năm 2020, đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch cho người tiêu dùng tại Châu Đức và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc trước tôi cũng làm rau bỏ cho những qua những mầm non về ra thị trường, nhưng mà rau lại rau bình thường, rau không có đảm bảo an toàn, nên trong gia đình mình nghiên cứu làm sao mà để có ra thị trường rau sạch về an toàn cho trẻ với môi trường sạch cho người lớn nữa. Trong thời gian làm thì cũng địa phương rồi cũng ủng hộ, nên gia đình tôi cũng là khuyến khích để trồng thêm dưa lưỡi. Tháng 5 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thái Dương mạnh dạn hợp tác cùng với công ty cao su Bà Rịa triển khai dự án trồng mít công nghệ cao với quy mô lên đến 83 hectare tại xã Bầu Chinh và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Toàn bộ trang trại đều được cơ giới hóa trong chăm sóc với công nghệ tưới tự động với quy mô canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mức đầu tư ban đầu tương đối lớn, khoảng 150 triệu đồng một hectare một năm. Nhưng theo đánh giá của công ty Thái Dương, về lâu dài, mô hình sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến vào tháng 2 năm 2021, trang trại mít Thái siêu sớm chanh cay sẽ cho trái bói với sản lượng khoảng 900 tấn trái. Nếu giá thị trường ổn định ở mức từ 55 đến 60 ngàn đồng một ký, công ty sẽ thu lợi gần 50 tỷ đồng. Bắt đầu từ mùa vụ thứ hai, sản lượng mít dự kiến tăng lên gấp 3 lần. Hiện nay đã có rất nhiều đối tác Hàn Quốc và Trung Quốc đến đặt hàng bao tiêu sản phẩm. Ngay từ lúc ban đầu là bên phía công ty là cũng nghĩ đến cái mô hình là trồng cây ăn quả công nghệ cao, tức là cũng theo cái mô hình là chuyên canh theo cái dạng là hữu cơ sạch. Để sau này cho ra cái sản phẩm là xuất khẩu của cái Việt Nam mình. Hiện tại là mình đang trồng ở đây là 83 hectare, là theo cái mô hình là liên doanh với bên công ty cao su Bà Rịa. Và tiến tới là mình cũng muốn mở rộng thêm cái diện tích mít này nữa. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức, trên địa bàn huyện hiện có hàng chục mô hình nông nghiệp công nghệ cao với quy mô hàng ngàn hectare. Nổi bật là 14 trang trại chăn nuôi sử dụng hệ thống chuồng lạnh. Gần 900 hectare hồ tiêu liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo quy trình Việt Gáp, gần 100 hectare cây ca cao và 150 hectare mít ứng dụng công nghệ cao.
Trên 400 hecta chuối, cấy mô trồng xen trong vườn cao su tái canh. Gần 10 hecta sản xuất rau củ quả an toàn thực phẩm trong hệ thống nhà lưới, nhà màng. Huyện Châu Đức cũng đã thu hồi 326 hecta đất trồng cao su và cõi, phối hợp với các sở ngành của tỉnh, lập phân khu từng vùng để đầu tư cơ sở hạ tầng. Qua đó kêu gọi nhà đầu tư triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Châu Đức là huyện nông nghiệp với cái tình hình và cái xu thế phát triển thì huyện cũng xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là cái giải pháp quan trọng, tất yếu, định hướng trong cái thời gian tới, đó là tập trung phối hợp với tỉnh để tổ chức thực hiện cái hiệu quả cái phát triển doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại các cái khu đất mà thu hồi từ đất cao su. Thì huyện xem đây là cái địa điểm, cái nơi mà sản xuất rồi ứng dụng rồi chuyển giao cho bà con nông dân ở trên địa bàn để xây dựng cái vùng nguyên liệu lớn hơn, tích cực cái hỗ trợ rồi thu hút các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất và đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và đặc biệt đó là liên kết rồi bao tiêu sản phẩm với bà con. Cây bơ thì bén rễ trên vùng đất Châu Đức từ lâu, nhưng chỉ vài năm trở lại đây thì khi mà bơ được giá và người tiêu dùng ưa chuộng thì người dân địa phương mới quan tâm mở rộng diện tích và chú trọng nâng cao chất lượng. Từ vài chục hecta đến nay thì diện tích bơ ở huyện Châu Đức đã lên đến hơn 300 hecta. Năng suất bình quân mỗi hecta là từ 30 đến 40 tấn một năm. Châu Đức hiện là địa phương có diện tích và sản lượng bơ lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bơ được giá nên hiện nông dân không những tăng diện tích mà còn quan tâm đến sản xuất bơ sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Anh Đỗ Chiếm Quang ở ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang được nhiều người biết đến là người có diện tích trồng bơ lớn nhất với diện tích hơn 10 hecta. Đồng thời chính anh đã cho ra đời giống bơ QM có năng suất cao, chất lượng đặc biệt. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của anh về giống bơ QM và việc phát triển trang trại bơ theo hướng nông nghiệp công nghệ cao này. Anh Quang, chào anh. Anh có thể chia sẻ về cái giống bơ QM của mình cũng giống như là về cái việc mà triển khai trồng bơ với cái quy mô trang trại không thưa anh? Bắt đầu trồng vào năm 2012-13, thì trồng 5 hecta và hiện nay đang khai thác chính thức đây. Và cái diện tích bên cạnh ấy thì được trồng sau và hiện nay thì bắt đầu đưa vào khai thác. Thì ngoài đó thì khoảng hơn 5 hecta nữa, tức là tổng diện tích hiện nay thì hơn 10 hecta. Đây là cái giống bơ nó có nhiều cái ưu điểm, tức là thứ nhất là dễ ra trái, hai nữa là trồng cây sinh trưởng nhanh. Và thời gian từ lúc trồng đến lúc thu hoạch thì 2 năm thì có thể cho thu hoạch được rồi. Cái hiệu quả kinh tế cao nên hiện nay bà con cái nhà vườn rất là ưa chuộng. Và cái tỷ lệ trồng hiện nay thì cũng phát triển rất là nhanh. Trồng bơ thì nó cũng dễ thôi. Có cái hệ thống tưới ở đây là cái hệ thống được lắp đặt của Israel hết. Thì một mẫu hiện nay thì chi phí nó không nhiều, nó khoảng 40 triệu đồng một hecta. Và toàn bộ hơn 10 hecta này thì đều có hệ thống tưới tự động hết. Khoảng cách trồng và mật độ trồng thì hiện nay thì trồng khoảng cách trồng là 5 năm là cái khoảng cách trồng hợp lý, tức là mình thăm canh nó vừa nó có hiệu quả và vừa cái đảm bảo được mật độ trồng thích hợp với cái sinh lý sinh trưởng của phát triển của cái cây. Mình chỉ bón phân 3 số đều, bón đầy đủ và phân hữu cơ nước đều đầy đủ, thì cành nhánh thì những cành nào mà thu hoạch xong mà nó khô hay là nó sâu bệnh thì mình tỉa rồi cho nó gọn lại đi thì nó sẽ hồi phục nhanh, và nó sau khi hồi phục một hai lứa đọt thì nó sẽ cho trái. Tôi đây thì mình làm chỉ có một cây bơ thôi, cho nên rồi cũng nghiên cứu nhiều rồi về cái kỹ thuật phân rồi chế độ nước tưới, cả những cái phương pháp mà để giảm cái dịch hại mà nó không thông qua là quá chắc. Thì hiện nay bà con nếu mà có những người biết và có cái nhu cầu thì tôi cũng sẽ giúp bà con tận tình về những cái gì bà con mình cần để mà cùng nhau mà cái phát triển cái nông nghiệp cho nó hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, theo kết quả điều tra về chuỗi giá trị bơ tại Việt Nam mới đây của Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam thì hiện nay riêng sản xuất bơ trong nước chưa đủ cung cấp cho thị trường. Hàng năm thì Việt Nam còn thiếu khoảng trên 100.000 tấn trái bơ tươi, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc đang có nhu cầu rất lớn.
Chính vì thế là việc các nông hộ ở huyện Châu Đức đang mạnh dạn chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng cây bơ được xem là hướng đầu tư nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra triển vọng phát triển cây bơ trên vùng đất đỏ Ba Gian, Trù Phú này. Mình thu hoạch được, này trồng được nên thì cái chất lượng trái nó mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6 đã xác định Châu Đức là địa bàn trọng điểm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở này, nông nghiệp công nghệ cao đang là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại huyện Châu Đức thông qua các chính sách để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện để doanh nghiệp, các hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp. Địa phương cũng khuyến khích phát triển trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản nhằm phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng và địa phương. Chương trình Địa phương trên được phát triển với sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đây tạm dừng. Chúng ta sẽ tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào lúc 17:50 ngày mai, quý vị nhé. Điểm đến của chương trình ngày mai là huyện Long Điền. Xin tạm biệt quý vị.